Bây giờ cô trò mình sẽ chuyển sang phần B lớn, chúng ta đi tìm hiểu rõ hơn về giá trị nội dung cũng như là nghệ thuật biểu hiện của nhà thơ Lý Bạch trong tác phẩm này nhé. Các con ghi đề mục cho cô B lớn. Đọc hiểu văn bản. Cô mời chúng ta vào phần đầu tiên, đó là phần một nhỏ. Các bạn đi tìm hiểu với cô về hai câu thơ đầu. Hai câu thơ đầu. Các con chép cho cô hai câu thơ đầu này vào trong vở. Sàng tiền minh nguyệt quang. Nghi thị địa thượng sương. Và dịch thơ là đầu giường ánh trăng rọi. Câu thơ số 2 là ngỡ mặt đất phủ sương. Bây giờ chúng ta quan sát vào sách giáo khoa cho cô. Đây là một trong những bài thơ viết bằng chữ Hán. Cho nên trước khi đi tìm hiểu về nội dung của hai câu thơ này, các con chú ý cho cô đến từng yếu tố Hán Việt cấu tạo nên những câu thơ đó. Chúng ta quan tâm tới từ tĩnh. Tĩnh ở đây có nghĩa là im lặng, yên tĩnh. Dạ có nghĩa là đêm. Tứ là ý tứ, cảm nghĩ. Sàng là giường. Tiền là trước. Minh có nghĩa là sáng. Nguyệt có nghĩa là trăng. Quang là ánh sáng. Nghi có nghĩa là ngờ. Thị có nghĩa là địa là đất, thượng là trên. Xương cũng có nghĩa là xương trong tiếng Việt của chúng ta. Cử là cất lên, nâng lên. Đầu có nghĩa là đầu, vọng là trông xa. Đê là cúi xuống, tư là lo nghĩ, nhớ. Còn cố câu tức là cũ, hương tức là làng hay là quê hương. Vậy nội dung của hai câu thơ đầu nói về điều gì? Các con đọc kỹ lại cho cô. Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương, cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương. Các con thấy rằng là hai câu thơ đầu nói về mối quan hệ giữa cái tĩnh và cái động. Đó chính là ý đầu tiên mà cô muốn các con phải hiểu được. Thứ nhất là nói về mối quan hệ. Mối quan hệ giữa cái tĩnh và cái động. Giữa cái tĩnh và cái động. Ở đây tại sao chúng ta lại khẳng định đây là mối quan hệ giữa cái tĩnh và cái động? Thì cô mời các con cùng theo dõi tiếp. Chúng ta lưu ý một chút, cái tĩnh đó chính là cảnh vật. Còn cái động đó chính là cái sự dao động trong tâm hồn con người. Chúng ta lưu ý. Cái tĩnh ở đây đó chính là cái tĩnh của cảnh vật. Trong khi đó thì cái động đó chính là sự dao động của tâm hồn. Đó chính là nỗi nhớ quê hương của Lý Bạch. Nỗi nhớ quê hương của tác giả. Và chúng ta theo dõi tiếp với cô. Ánh trăng đến với nhà thơ Lý Bạch trong lúc mà con người mơ màng. Và quê hương đã hiện về trong phút lắng sâu, yên ả nhất trong tâm hồn của tác giả. Và ở đây các con thấy rằng là tác giả đã thể hiện cái tình yêu quê hương qua hình ảnh ánh trăng sáng rọi vào đầu giường lúc đêm khuya. Và từ đó giúp chúng ta hiểu ra rằng là đối với Lý Bạch, mặc dù đã xa quê hương, nhưng tình yêu quê hương và tình cảm đối với quê hương của nhà thơ vẫn luôn đọng mãi ở trong lòng. Và ông luôn dành cho trái tim những một cái tình cảm yêu mến nhất đối với quê hương mình. Và nó dâng trào như những đợt sóng lòng. Và đây cũng chính là tình cảm thường trực trong lòng Lý Bạch. Từ đó chúng ta có thể khẳng định rằng hai câu thơ đầu đã cho chúng ta thấy được cảnh lồng trong tình cũng như là tình ở trong cảnh và cảnh làm nền cho những suy nghĩ nội tâm của tác giả. Đây chúng ta khẳng định một tình yêu quê hương mạnh mẽ, mãnh liệt và tha thiết của Lý Bạch. Tha thiết của Lý Bạch.
một tình yêu quê hương mãnh liệt, mạnh mẽ, tha thiết của Lý Bạch. Và cảnh đã có sự hài hòa trong tình, các bạn có thể nhìn lên trên màn hình cho cô. Sàng tiền minh nguyệt quang có nghĩa là gì? Đầu giường ánh trăng rọi vào đầu giường, và ánh trăng ấy mang đến một cái nỗi nhớ quê hương trong lòng của Lý Bạch. Và trăng sáng chẳng am hiểu nỗi khổ hận của cảnh ly biệt, và vẫn cứ chênh chách chiếu xuyên mãi vào phòng cho đến sáng. Ở đây chúng ta thấy